Tôi phải nói như vậy là gì? Tôi xin rút ra khỏi chuyện này. Vì tôi bây giờ tôi cũng không đủ cái năng lực để tôi tự bảo vệ mình và các con mình. Nếu như việc tôi có một mình thôi. Ban đầu trong nhà này còn có 4 cái em sinh viên đó thuê ở lầu 1. Thì dẫu sao thì đêm hôm ngày nọ cũng sợ không có người bảo vệ. Thì cũng có người có đàn ông trong nhà thì nó sẽ không tấn công vô nhà. Nhưng mà các em đó nó cũng chuẩn bị ra đi hết rồi. Xin kính chào tất cả quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi tiếp tục quay lại cái câu chuyện của là cái như là em Lan cao tốc hoặc là Lan bốn làn mà trong những ngày vừa qua chắc quý vị cũng đã thấy rồi. Em này đó thì ngày xưa cũng lao vào câu chuyện của là Xô Nguyễn Phương Hằng, và những cái phiên tòa vừa qua em cũng đã nhận được cái số tiền bồi thường dân sự là 18 triệu. Nhưng cái phiên tòa phúc thẩm thì em đang thua. Em bị là cái như là phải nộp án phí là 300 ngàn. Nhưng đến thời điểm bây giờ đó em vẫn còn chưa nạp. Em vẫn muốn kéo rơ. Quan điểm của em là gì? Em nộp rồi là cái vụ này nó kết thúc thì làm sao mà lên giám đốc thẩm. Không biết là mấy ngày vừa qua là cô nhận cái kết quả của cái phiên tòa phúc thẩm hay chưa? Mà mấy ngày vừa qua là cô cũng là bạch vô âm tính rồi. Tuy nhiên những cái lời phát ngôn của cô đó nó vẫn còn vang vọng bên tai của rất nhiều vị khán giả. Thì hôm nay cũng có một cái vị khán giả cũng gửi về cho tôi một cái đoạn clip mà chính bản thân cô Lan là một trong những người cô phát ngôn. Tuy đoạn clip này nó đã lâu quý vị, tuy đoạn clip này nó đã lâu, nhưng đây là một trong những cái chúng ta cũng phải cần nên suy nghĩ, cần nên xem xét lại. Cô Lan này có phải là một trong những cái vùng mà bất khả xâm phạm hay không? Chúng ta phải cần tìm hiểu. Đấy. Vì sao? Vì cô lên trên không gian mạng, cô chia sẻ rất nhiều cái vấn đề. Cô cũng thị y về thân thế. Cô cũng thể hiện mình là một trong những người có máu mạch. Cô là một trong những người cũng là quen biết rộng, quen biết lớn, cũng là con ông này, cháu ông nọ, bà kia đó, cũng nhiều lắm. Cho nên cô có những cái clip cô phát ngôn đó, cô bảo rằng cô là một trong những người có học thức, cho nên cô không bao giờ mà cô vi phạm pháp luật. Cô dám tự tin, cô dám tuyên bố như vậy. Tôi nói thật sự ra quý vị cũng đã thấy rồi. Cái chỗ mà tiến sĩ Đặng Anh Quân cũng là vướng phải vòng lao lý. Luật sư sĩ, luật sư nhà báo Hằng Ni cũng vướng vào vòng lao lý. Bà Sô Nguyễn Phương Hằng cũng dính vào vòng lao lý. Cũng từ đâu? Cũng từ những cái phát ngôn. Đúng không ạ? Thế thì cô Lan này trong suốt một khoảng thời gian dài cô phát ngôn là tôi nghĩ rằng bây giờ chắc cô quên. Cô có những cái phát ngôn mà cô quên, mà cộng đồng lại nhớ nhưng bản thân cô lại quên. Mà mỗi khi cộng đồng mạng nhớ đó, là người ta hay chia sẻ qua tôi lắm quý vị. Nó ác là ác chỗ đó. Cái câu chuyện của cô Đinh này đáng lấy tôi dừng. Nhưng mà nó ác một cái là cái khán giả họ cứ họ dục qua. Rồi họ nói thâu phát lên cho bà con nghe để mà chúng ta cùng nhau ôn lại, rồi phân tích cho nó rõ hơn xíu để cho bà con có những cái mà người ta kể như là cũng cùng mình để đồng hành, để mà trông chờ những lúc mà như bà xô bà ra, rồi cái như là cái gì tới nó cũng phải tới. Có nghĩa là chơi kiểu bài giống như là bây giờ đi hâm nóng lại câu chuyện. Thì chơi thôi chứ sao không chơi quý vị. Thì quý vị khán giả là có nhu cầu thì tôi cũng gọi là đáp ứng thôi, biết sao. Đấy. Thì bây giờ mục đích là mình hâm nóng lại câu chuyện theo lời của khán giả. Và tôi mời quý vị nghe cái phát ngôn của cô Đinh. Cô phát ngôn hùng hồn lắm. Rồi cô cũng khóc là bù lu bù loa. Quý vị nghe ha. Đương đầu với Nguyễn Phương Hằng thì tôi không phải là dạng vừa nha. Còn chuyện mà đứng ở trên quán cà phê quay câu like câu view rồi qua nhà tôi thì chủ nợ chỉ có ngân hàng nợ tôi, chứ Đinh Lan này không nợ ai nha, chưa nghe ha. Còn ai có đủ cái khả năng bản lĩnh bước tới đây, ngày hôm nay Đinh Lan sẽ tống bạc Đinh Hằng và Nguyễn Phương Hằng
tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền này vào tù. Vợ của ông Dũng Lò Vôi hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bà là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở Trân Thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 4-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hằng nghi ngờ đó. Đây cảnh không? Tôi phải nói như vậy là gì? Tôi xin rút ra khỏi chuyện này. Vì tôi bây giờ tôi cũng không đủ cái năng lực để tự bảo vệ mình và các con mình. Nếu như việc tôi có một mình thôi. Ban đầu trong nhà này còn có 4 cái em sinh viên nó thuê ở lầu 1. Thì dẫu sao thì đêm hôm ngày nọ tôi sợ không có người bảo vệ. Thì cũng có người có đàn ông trong nhà thì nó sẽ không tấn công vô nhà, nhưng mà các em nó cũng chuẩn bị ra đi hết rồi, bây giờ ở đây không còn. Đó, cô Lan cô lên cô bảo rằng là cô là người có học, cho nên cái phát ngôn của cô là không bao giờ vi phạm pháp luật. Thế tôi hỏi rằng cái cơ sở từ đâu mà cô cho rằng là Đại Nam nợ, Đại Nam sẽ thay tên đổi chủ? Đến bây giờ cô có những cái chứng minh hay chưa? Nay đã thời gian mấy năm rồi đó. Đó, rồi khi mà cô phát ngôn lên đó, rồi cô đã có chứng minh hay chưa? Đại Nam có thay tên đổi chủ hay chưa? Cô có bằng chứng gì hay chưa? Có nghĩa là bây giờ là cô nên chuẩn bị những vấn đề này. Cô tập trung cô tố người ta là lừa đảo thì cô phải có những cái tài liệu để chứng minh rằng bà Hằng bà lừa đảo, đúng không? Tôi nghĩ rằng trong vòng 2 năm 3 năm vừa qua là cô đủ cái điều kiện, đủ thời gian để chứng minh. Tôi nghĩ chắc bây giờ đó cô cũng sưu tập hồ sơ chắc cũng nhiều dữ lắm, đúng không? Cô lên cô phát ngôn như thế mà cô dám tự tin, cô dám hứa với là mẹ của cô đó, là mẹ cứ an tâm đi, con không bao giờ mà dính vào dòng lao lý đâu. Vì con là người có học, học dữ chưa? Học mà đi gọi là đi xúc phạm người ta, đi chà đạp người ta. Rồi vì sao mà cái như bây giờ là nó thật sự quý vị? Bây giờ là vẫn là còn đi mà để mà phúc giám đốc thẩm đốc đồ. Tại sao bây giờ vẫn còn đi giám đốc thẩm? Sợ rồi đúng không? Ngại rồi đúng không? Cái ngày mà chị Hằng ra thì thật sự quý vị, bây giờ chúng ta cứ đếm giật lùi thôi. Cứ đếm giật lùi là bắt đầu là nó thật sự là chuẩn bị là cái như là chào đón cái như là chị Hằng trở lại thôi. Mình cũng lên, mình cũng xỉa xói người ta, mình cũng chửi bới người ta. Đó. Rồi bảo rằng mình không bao giờ mà dính dáng vào cái vòng lao lý, tự tin dở sợ không. Rồi hỏi nè, vì sao lại khóc? Ủa chồng của mình là một trong những người cũng chủ tịch này chủ tịch nọ, chồng của mình cũng là một trong những ông chủ lớn, mà tại sao là phải khóc mà cái như là bù lu bù loa như vậy? Chồng mình là một trong những chủ tịch lớn đó. Thì mình cũng nó thật sự cũng đủ khả năng mà thuê một anh bảo vệ, một anh vệ sĩ để mà anh vô anh canh cửa. Sao phải khóc? Tôi nói thật sự quý bà con, mà nếu mà nhà có cái điều kiện mà chồng là chủ tịch chỗ đồ, không cần thiết phải sợ giống như bà Hằng ngày xưa đâu ha. Đi đâu là vệ sĩ theo là thật sự là 5-7 đứa. Tài xế là chung là nó thật sự nó cũng rà rà bên cạnh, chỉ cần cần cái chi là nó thật sự là nó chở đi thôi. Đấy mới là vợ chủ tịch. Mà ông Dũng ông có cái chủ tịch Đại Nam không đó. Mà thấy bà Hằng không? Thấy bà Hằng bà đi đâu cũng phải có vệ sĩ theo không? Đó. Còn mình là cái người mà tôi nghe cô bảo rằng là cái người cha của con của cô đó, là chủ tịch này chủ tịch nọ nó nhiều lắm, mà tại sao là mình không đề xuất cho anh kể như là cho mình một vé bảo vệ, cho mình một vé vệ sĩ đi, mà khóc cái gì? Có bụng chơi thì có bụng chịu chứ sao lại khóc bù lu bù loa, tự tin dở sợ lắm mà. Hâm thế này đủ nóng cho quý vị. Nếu mà chưa đủ nóng thì cái như là
À, quý vị có những cái đoạn clip nào của cô này đó mà cô lên gọi là cái như là cô còn xúc phạm đến người này người nọ người kia đó thì để chúng ta hâm tiếp, hâm khi nào mà nó nóng thì thôi. Bây giờ mà cô bảo rằng cô cái như là nộp cái đơn giám đốc thẩm tất cả mọi cái mà tôi nói cái điều này nó cũng hơi lạ. Cái mục đích của cô là đang bồi thường về dân sự, đang yêu cầu bồi thường về dân sự. Mình cứ nghĩ rằng bản thân của mình là có một mình bị thiệt hại thôi, còn doanh nghiệp của người ta không thiệt hại, uy tín của người ta là có rác hả? Rồi để rồi xem, cái này tôi nói cái miệng của tôi nó linh như miểu đó quý vị. Trước hay sau đó tôi nói thật sự, đá mà đá lượt về đó cũng có nhiều người mà cái như là cũng là chạy chạy xéo cảnh đó, chứ không đơn giản đâu. Rồi đừng bao giờ nói thật sự, đừng bao giờ bây giờ mà cái ngoài mà đếm thụt lùi đấy, rồi cái như là sợ bà hàng bà ra, rồi cái như có những cái mà lên bù lu bù loa cái đó. Bỏ đi em ơi, sao lo mà thật sự những cái gì cần thiết lo chuẩn bị đi. Cao tốc làm tới đâu rồi? Bàn giao cho mấy nhà thầu phụ xong chưa? Cái hợp đồng đã soạn hết chưa? Trời đất thánh thần thiên địa, vừa rồi cô lên cái đoạn clip vừa qua đây quý vị, tôi nhìn thấy căn phòng nó nhỏ xíu à, căn phòng đây hình như là nó không phải là căn phòng những ngày thường mà cô đang làm, không phải những căn phòng thường mà cô cái từng chia sẻ những cái clip, mà căn phòng này hình như là cái như là ở đâu đó đó, rồi cô chia sẻ như vậy đó đó, rồi mấy ngày vừa qua sau là cũng mất tâm rồi đó. Thôi nếu mà lặn được thì cứ lặn luôn đi Lan ơi, đừng có lên nữa, khuyên một câu đó. Rồi khán giả họ sẽ quên Lan thôi, họ sẽ đưa vào Lan trong một cái vùng gọi là cái như là bóng đêm thôi. Chứ còn họ không bao giờ họ muốn nhớ tới Lan đâu, do Lan làm nổi quá là người ta nhớ. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp theo ạ.